Kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Hôm nay Tiến sẽ giới thiệu cho các anh chị một căn nhà căn góc hai mặt tiền giữa trục đường Cô Giang và trục đường Nguyễn Khắc Nhu, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Nay là thuộc phường Cô Giang, quận 1. Căn nhà này đang chào bán ra tại thời điểm là tháng 9 năm 2023 là 33 tỷ với nguồn thu nhập cho thuê hàng tháng là 100 triệu và hợp đồng còn lại 4 năm. Còn đây là cái góc máy quay nhìn trực diện về vị trí của căn nhà cái góc hai mặt tiền. Quán cà phê Gossip là căn nhà chúng ta đang chào bán. Còn đây là cái hướng nhìn về đường Nguyễn Khắc Nhu. Vị trí này là rất là gần dự án của chủ đầu tư Novaland là Grand Manhattan. Dự án khu căn hộ phía sau đó các anh chị thấy trên màn hình. Cái con đường chúng ta đang nhìn đây, nhìn về tòa nhà Bitico, đây là tuyến đường chính là trục đường Cô Giang. Và giờ ai cũng biết cái vị trí này là có một cái dự án của chủ đầu tư Novaland là Grand Manhattan quận 1. Còn đây là trục đường Nguyễn Khắc Nhu. Căn nhà căn góc hai mặt tiền của chúng ta thì nằm bên tay trái màn hình là quán cà phê Gossip. Đang chào bán tại cái thời điểm này là 33 tỷ. Với diện tích đất được công nhận là 37 m², trong đó chiều ngang mặt trước là 7,21 m và chiều dài là 9,05 m. Kết cấu là 3 tầng lầu, pháp lý sổ hồng. Hiện đang cho thuê với giá cho thuê là 100 triệu đồng một tháng, hợp đồng còn là 4 năm. Vị trí này thì các anh chị biết là đây là một cái vị trí nằm trong trung tâm quận 1, ngay chỗ khu vực quận phường Cô Bắc, Cô Giang và gần đề thám. Và chúng ta chạy thẳng Cô Giang thì tiếp giáp vô ngay cầu Ông Lãnh, ngay chỗ nấu ra là cái đường Nguyễn Thế Học. Vị trí này là trung tâm của trung tâm quận 1. Và những sản phẩm căn góc hai mặt tiền này thì Tính càng phải lên video sớm, tại vì sản phẩm này mới ra thị trường cách đây 1-2 ngày và lên để cho các khán giả trong và ngoài nước cũng như ở mọi miền Tổ quốc có thể xem và bay vào Sài Gòn ngay lập tức. Những sản phẩm căn góc lúc nào cũng là sản phẩm ưa thích cho những nhà đầu tư săn đón, tìm kiếm mua và có cái nguồn thu cho thuê hàng tháng ổn định là 100 triệu đồng một tháng. Thì đây là một lựa chọn cho những quý anh chị tìm kiếm những cái vị trí siêu đắc địa này để sở hữu nó. Ngồi việc sở hữu những vị trí đắc địa này, ngồi những có tiền, ngồi việc có tiền ra thì còn phải có sự may mắn nữa các chị. Và những cái căn góc này lúc nào cũng có cái giá bán và tranh nhau mua rất là nhiều. Và hầu hết là khi mà ra phim này, Tính chắc chắn một điều là không phải một người hỏi Tính mua, mà lên đến hơn 5 người đến 10 người để hỏi mua cái căn này. Khi mà thức phim này được xuất bản trên nền tảng YouTube và fanpage, như các anh chị đã thấy, những cái căn như Catanat là gọi cháy máy trong một buổi tối Tính làm video. Điều này khẳng định là một điều là những cái căn góc lúc nào cũng thu hút người mua và sở hữu nó. Đây là mặt chính diện nhìn về hướng Nguyễn Khắc Nhu, các anh chị thấy trên màn hình. Vị trí này thì rất là sầm uất, anh chị thấy lượng người qua lại hàng ngày rất là đông đúc. Tổng diện tích đất công nhận của căn nhà này là 37 m² nha anh chị. Hôm nay thì Tiến sẽ nói rõ về cái vị trí, mô tả thông tin, chiều ngang, chiều dài, diện tích công nhận trên sổ là 37 m². Tổng diện tích sàn của căn này là 60 m². Cái cấu là một trệt 3 lầu, pháp lý sổ hồng. Vị trí này thì nó rất là gần khu căn hộ cao cấp Manhattan, Grand Manhattan của Novaland. Và vị trí này rất là nhiều văn phòng công ty, các tổ chức hoạt động ở đây. Các anh chị thấy cái lưu lượng xe qua lại hàng ngày trên con đường này và cái lưu lượng người di chuyển qua lại, đủ để thấy là khu vực này nó rất là kinh doanh sầm uất và cái lượng lưu lượng người di chuyển qua cũng rất là đông. Từ vị trí căn nhà chúng ta đi bộ ra đề thám cũng gần anh chị, nó không có xa. Và chúng ta chạy thẳng cái hướng Nguyễn Khắc Nhu này sẽ đi đến ngã tư là Cô Bắc và đi thẳng qua là trường đường Trần Hưng Đạo và kết nối vào Nguyễn Cư Trinh.
Vị trí này là đường xương cá cho nên nó liên thông với nhau. Rồi đi thẳng lên hướng trên này thì chúng ta sẽ đi kết nối vào ngõ ba đường Hồ Hảo Hớn. Đây là khu vực có rất nhiều du khách quốc tế cũng như là du khách du lịch đi vòng vòng quanh khu vực này và đi dạo khu vực này. Bây giờ Tính sẽ mô tả thông tin lại một lần nữa. Căn nhà này đang chào bán là 33 tỷ với diện tích đất công nhận là 37 m², trong đó chiều ngang là 7,21 m và chiều dài là 9,05 m, kết cấu là một trệt 3 lầu, pháp lý sổ hồng cá nhân hoàn công. Đây là căn góc hai mặt tiền ưu tiên, kinh doanh phát triển rất là tốt và đang có nguồn thu cho thuê là 100 triệu đồng một tháng. Hợp đồng còn 4 năm với giá chào bán tại thời điểm này là 33 tỷ đồng. Nếu anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383 509. Hôm nay thì Tiến ra phim này là phim thứ hai để cho các quý nhà đầu tư mua hụt căn Catenas có thể là đem con này một cái sự lựa chọn. Và Tiến nghĩ là những cái sản phẩm Tiến đưa lên kênh hầu hết là sẽ bán rất là nhanh, và Tiến cảm giác như trong nghề mình là sẽ tranh nhau mua những cái căn này. Và căn này và căn Catenas là nếu mà xét về hai căn thì Tính sẽ chọn căn Catenas hơn căn này nhiều. Đó, các anh chị thấy những góc quay này thì có thể thấy là cái lưu lượng người dân văn phòng công chức đi bộ qua cái tuyến đường này, và cái lưu lượng xe ô tô di chuyển cũng như là đậu, và bên hai bên lề đường có vỉa hè rất là rộng, đủ để cho anh chị kinh doanh gửi xe, rất là thuận tiện trong việc mua bán kinh doanh. Về tính theo đơn giá mét vuông thì vị trí này 37 m² là tính ra là gần tỷ đồng một mét vuông. Thì nếu mà những cái vị trí siêu vị trí này chúng ta tính toán theo mét vuông rất là khó để quyết định. Và những vị trí này là những vị trí đắc địa, có những người có thể tìm kiếm những cái vị trí này để mua bằng một giá để sở hữu những cái bộ sưu tập, những cái vị trí độc tôn tại trung tâm Sài Gòn, sở hữu càng sớm càng tốt để sau này có thể có cái cơ hội để là đưa vô trong cái danh mục là sưu tầm hàng trung tâm những căn góc vị trí đắc địa. Hiện tại thì đang có một số khách hàng đang đi tìm săn lùng những căn góc và sở hữu để khai thác dòng tiền cho thuê cũng như là ghi danh mình vào cái danh mục là săn hàng trung tâm những vị trí địa. Ở video này thì Tính sẽ dừng lại ở đây. Nếu mà anh chị quan tâm đến căn nhà này cũng như là muốn hẹn là đi xem nhà thực tế thì hãy gọi cho Tính theo số điện thoại là 0983 383 509. Cảm ơn các anh chị đã xem video. Nếu mà anh chị thấy hay và hữu ích thì hãy nhớ là bấm nút like và đăng ký kênh. Qua thước phim này Tính mong rằng sẽ tìm kiếm cho các anh chị những cái vị trí đẹp tại trung tâm Sài Gòn và những căn nhà mà các anh chị mong muốn tìm thì hãy nhắn tin cho Tính qua Zalo qua số điện thoại là 0983 383 509 để Tính có thể nắm bắt được nhu cầu tìm kiếm của mình và gửi nhớ cho các anh chị những cái sản phẩm phù hợp trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những ngày tiếp theo sẽ sớm được phát sóng trên kênh YouTube Tiến Villa. Cảm ơn các anh chị đã xem video này.